Những ngày vừa qua thì chắc chắn là sẽ có nhiều người cảm thấy khó chịu bực mình vì mạng Internet chập chờn, thậm chí có lúc không truy cập được các trang ở nước ngoài, khiến công việc ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi. Bởi theo thông tin từ các nhà mạng thì phải đến ngày 29 tháng 1, tức là ngày mùng 2 Tết, tuyến cáp quang AAG mới khắc phục xong và mạng Internet mới có thể hoạt động trở lại bình thường. Theo lịch trình mới mà đơn vị điều hành AAG gửi đến các nhà cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam, mối hàn khắc phục đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày 25 tháng 1, trong khi đó, mối hàn cuối cùng dự kiến xong vào ngày 28 tháng 1. Đến ngày 29 tháng 1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán, toàn tuyến sẽ hoạt động bình thường trở lại. Như vậy, với kế hoạch này, tuyến cáp AAG sẽ mất hơn nửa tháng để khắc phục xong. Trong khoảng một tuần vừa qua, có tới 3 tuyến cáp quang gặp sự cố gần như cùng thời điểm đã gây nhiều thiệt hại cho người dùng doanh nghiệp tại Việt Nam. Mở đầu cho chuỗi sự cố liên tục, đối với cáp quang biển là ngày mùng 7 tháng 1, tuyến cáp quang biển APG gặp sự cố ở phân đoạn gần trạm cập bờ Đà Nẵng. Một ngày sau, ngày mùng 8 tháng 1, tuyến cáp quang AAG xảy ra sự cố do giò nguồn điện. Khi cả hai sự cố trên đều chưa được khắc phục, ngày mùng 9 tháng 1 Tuyến cáp quang biển Liên Á, IA, lại tiếp tục gặp sự cố đứt cáp. Hiện tại, các nhà mạng vẫn chưa thông tin sẽ đền bù như thế nào cho người tiêu dùng.